bốc hòa bình ngay đi, lê bốc hòa bình thác bờ thiên chúa hòa bình trên trời. Thank you.
sầm bì ngâm miên lịch chúa thác về kim bộ. Chiếc thuyền dòng nghề sao chơi bên ngọc dọc sâu đà dậy khắp suối khe hà biển xin giúp chúa chèo về. Chúa mới đẹp lắm.
xa xuống xe quay gánh đầu nó xuống xa xuống xe quay gánh đâu nó thank you.
thì tông quan hoàng hôm nay ông quan hoàng thân môn thần đạo đắc nhang phụ thờ tông thành thành điểm chữ lam mô a di đà phật hoàng bảy trăm đồng phép người đục trí thân thông thông trình quan hoàng bảy chép tiên rõ ràng về cho đệ tử thường sinh tuấn mã dâng lên kim ngân tuấn mã dâng lên trình quan hoàng bảy chú về rõ ràng về cho đệ tử thường sinh hoàng tân thần quang minh chiếu mà
hoàng sáng tại sơn lâm ông chân chân bảo hà vẽ diên hương hồng hoa anh tu dùng nghi huy lịch sử khác nào khi vui mà cũng ngơ kiếm tối hôm nay ông bảy ngự đồng sáu cung văn chúng con ngồi đàn hát chén trà chén tiêu thú vui là lên xin đấy nhiều lời nhiều.
Khi thấy
hoàng bảy bờ sách ra xe thế bốn chữ để được lắng lắng đi thương quý ông bảy có say thì say một tí với đời Phật lấy chữ Di Đà là hơn cả. Ông mới hỏi có làm đi tao bắt đầu số chân ra hoàng nghề có chết ma bị họ nguyện con hôm nay là người phúc hậu thảo hiền nề tu tâm mà tích đức ông bảy phê cho rõ ràng. Thank you.
thêm rượu đào ông bảy nhấp mi cạn chớ say vui cùng các đệ tử bài xây cho thỏa lòng. Thảo thác đồ bến gành
vọng cách kỳ nào cần đi. Cô của tới ai khi khi cười khi mơ khi tình nghề được nghe ngồi không yên khi đã về nhà cô bắt
nhìn cô bé càng trông cô càng đẹp, màu khăn lam càng ngắm thấy càng xinh, trông cô đẹp lắm đẹp lạ. Nhìn lâu thấy đẹp, thoáng nhìn lại thấy duyên. Lên là yêu điều ưa nhìn thảo ấy, việc gì mà chẳng tới tay, không đêm nào thiếu chẳng ngày nào sai đi.
đồng sức dơ bốn sắc hoa khoe màu
lên ngàn đùng đùng xúc nổ. Sơn Loan thành ra mộng hoàng đưa tiến lên để mặt nước đi lạc lùng. Sơn Loan thành ra bản đền được văn cầu bé bản đền để từ thời khắc đất tổ giảng đền.